riêng nữa. Anh có còn là con người không? Hả? Em làm sao thế? Cái này là game mà. Người nhắn cho anh là anh Thông. Thông nào? Thông xoài ca ấy. Gái anh không chơi, bây giờ anh còn chơi cả trai nữa. Số tôi, tưởng là nữ chính ngôn tình, ai ngờ là nữ phụ đa mê. Thế thì em lại chưa biết rồi. Tình kiếm 3D với tính năng mới chăm nuôi bảo bảo. Bảo bảo càng lớn, lực chiến càng tăng, đồng thời gia tăng các chỉ số sức mạnh cho phụ mẫu, săn bót dễ dàng. PK Tống Kim, hoàn thành tranh bá, trăm trận trăm thắng. Cặp đôi nam nam hoặc nữ nữ cũng có thể sinh bảo bảo. Này đi game này, suốt ngày game này, trăm trận trăm thắng này. Tình kiếm 3D, chăm nuôi bảo bảo, chiến lực tăng cao.